tranh ở cái vị trí của mình trên tuyển lần này như thế nào và chị đánh giá thế nào về cái khả năng cạnh tranh của mình ở vị trí đó? Thực sự thì mỗi đội bóng hay là ở cấp độ đội tuyển thì tôi nghĩ cái vị trí mà cạnh tranh thì luôn luôn diễn ra ở trong đội, và tôi có mặt ở đội tuyển Việt Nam và tôi khát khao được ở lại và cạnh tranh vị trí với các đồng đội hiện tại đang thi đấu. Từ thi đội mới tập trung được khoảng một tuần, và khi mà các cầu thủ Hà Nội cũng như Quảng Nam đang bận thi đấu ở cái trận chung kết của quốc gia thì đội chưa thể đủ quân số và cũng chỉ mới tập những cái giáo án gọi là nhẹ để cho các đồng đội lên để tập trung. Em có phải test lại thể lực không? Thật sự thì bọn em đang tập dần cái thể lực, lấy lại thể lực sau một cái thời gian thi đấu ở mùa giải V-League, cho nên là cùng dần lấy lại cái khối lượng và bước vào những cái bài tập. Em cá nhân cầu thủ đánh giá là khá dâu thể lực, thì với những bài test vừa rồi thì em có ảnh hưởng gì? Tôi nghĩ thì sau một cái mùa giải thì cái thể lực cũng đi xuống, và bây giờ là cái thời gian mà tôi đang bắt đầu tập lấy lại cái thể lực tốt nhất và sung mãn nhất. Sau một lần lỡ hẹn thì cái quyết tâm của anh trong đợt tập trung lần này thế nào? Thực sự thì sau một cái lỡ hẹn thì tôi rất là khát khao và thực sự là rất là mong chờ cái giây phút này tôi đã được trở lại và khoác áo đội tuyển Việt Nam. Theo Thịnh thì em có cái gì đặc biệt hơn so với đối thủ cạnh tranh còn lại không? Tôi nghĩ thì mỗi người đều có một cái đặc điểm nổi trội cũng như là cái ưu điểm, cho nên là cái ưu điểm thì tôi sẽ cố gắng thực hiện thật tốt ở trên đội tuyển, và những cái nhược điểm thì chắc là các huấn luyện viên cũng sẽ chỉ ra cho tôi và tôi sẽ cố gắng khắc phục và cố gắng quyết tâm để được giữ lại đến cái sau hai trận đấu này. Anh có thể chia sẻ về quá trình làm quen với cả giáo án của huấn luyện viên Park Hang-seo, có khó khăn gì và có thuận lợi gì? Thực sự thì mỗi huấn luyện viên tôi đều làm việc và làm việc rất là nhiều với huấn luyện viên, thì khi mà đã lên đội tuyển thì tôi được làm việc ở đấy, và lúc đầu thì cũng có những cái sự bỡ ngỡ, nhưng mà dần dần thì nhờ vào các đồng đội cũng như là các ban huấn luyện thì cho tôi bắt đầu và bắt nhịp rất là tốt, và tôi nghĩ là mình đang làm tốt cái công việc hiện tại. Anh đánh giá thế nào về phong cách làm việc của huấn luyện viên Park Hang-seo? Đối với tôi thì mỗi thầy luôn quan tâm, và thực sự thì đối với huấn luyện viên Park Hang-seo thì như mọi người cũng đã biết thì thầy làm việc rất là chú đáo và tỉ mỉ. Trung Văn Song có dành lời khuyên gì cho Hoàng Thịnh trước khi lên tuyển? Huấn luyện viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi mà nhận được cái thông báo tôi được tập trung đội tuyển thì cũng nhắn nhủ tôi khi mà lên tập trung đội tuyển thì cố gắng chiến đấu hết mình, vì mặc quần sắc áo cũng như là tôi đã được gọi lên đội tuyển thì phải làm việc phải gấp đôi ở câu lạc bộ. Thì nghĩ sao về việc thầy Park muốn để hai suất cầu thủ trên 22 tuổi cho các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games sắp tới? Thực sự đó cũng là một cái rất là tốt cho cả cái U23 và tăng thêm cái sức mạnh cho U23 ở cái mùa giải tới, ở cái SEA Games tới. Thịnh có nghĩ rằng là mình sẽ được thầy Park để ý dành cho một trong hai suất này không? Thực sự thì em không nghĩ đến xa để thế, và cái công việc hiện tại của em đó là phải tập luyện tốt từng ngày ở đội tuyển và giữ, nói chung là phải tập luyện tốt để cho được cái vị trí cuối cùng danh sách rút gọn ở hai trận đấu tới đấy. Nếu được lựa chọn huấn luyện viên thì ông Thịnh cảm thấy thích thú nhất khi được đá cạnh ai? Đối với Thịnh thì cầu thủ mà Thịnh thích đối đầu nhất đó là Trang Nam Thịt của Thái Lan, và Thịnh muốn giành chiến thắng khi mà cả đội tuyển giành chiến thắng và muốn đánh bại cả tập thể đội tuyển Thái Lan. Đá cặp nhất đó là nếu mà cho Thịnh lựa chọn thì Thịnh nghĩ đá cặp với ai thì đều phải dựa vào huấn luyện viên Park lựa chọn, chứ Thịnh cũng không thể lựa chọn với sở thích của Thịnh được. Từ ngày đội tập trung thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho đội nghiên cứu lối đá của hai đối thủ UAE và Thái Lan chưa? Thực sự cái đó thì chưa. Ok, quá sớm. Ok nhỉ? Ok. Ok, thank you.